Chào mừng các anh em thân thiết của kênh Minh Phụng Music. Có lẽ chưa bao giờ việc sở hữu một cây organ kết men K200 lại dễ dàng như bây giờ. Và lúc team ghi hình giới thiệu cho các bạn thì giá của K200 chưa đến 5 triệu đồng. Một giá tiền quá hợp lý với một chiếc đàn đến từ thương hiệu uy tín và thiết kế đẹp mắt. Liệu cây organ kết men K200 có đạt yêu cầu của các bạn? Bắt đầu nhé. Đàn có khối lượng 4,9kg nên phù hợp cho bạn đi chơi và cả đi học nhạc tại các trung tâm. Tiến hành mở hộp đàn nào. Đàn và các phụ kiện được để rất gọn gàng. Lấy K200 và mọi thứ ra ngoài xem nhé. Giá nhạc dày màu đen được bọc kỹ càng, sách hướng dẫn giúp bạn dễ dàng tìm hiểu và sử dụng các chức năng. Phiếu bảo hành nhạc cụ chính hãng Kidman từ Minh Phụ Music với thông tin đầy đủ ở trước và sau. Adapter sẽ được đặt trong miếng xốp bên trái đàn, các bạn nhớ lưu ý nhé. K200 được bọc xốp ở hai đầu đàn để tránh va đập trong quá trình vận chuyển, để giảm hư hỏng loa, và ni lông cẩn thận tránh ẩm ướt do trời mưa. Đây là mặt trước và mặt sau của đàn. Mặt dưới đàn có thể lắp pin mà không cần nguồn, rất là tiện lợi. Đàn có kích thước dài rộng cao lần lượt là 94, 36 và 14,5 cm. Quà tặng dành cho bạn khi sở hữu K200 là bao đàn da cao cấp Kidman và chân đàn tiện lợi cho người chơi. Ngoài ra, Minh Phụ Music còn đem đến bạn chế độ bảo hành hấp dẫn, bảo hành 24 tháng, 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Cảm ơn mọi người đã xem video lần này. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những clip sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.